Nhưng mà dù gì trước mắt thì chúng ta cũng cảm thấy là khá là may mắn khi mà hai con tàu này nó lọt khỏi cái vòm cầu rồi, thưa cả nhà, cái vòm dưới của cái cầu rồi. Đó là một cái điều khá may mắn. Và thưa quý vị khán giả, hiện tại thì như cả nhà biết thì ba con tàu kia đã di chuyển xuống hướng cầu Việt Trì, và hiện tại lúc này anh em tụi em sẽ là di chuyển xuống cầu Việt Trì để là coi tình hình như thế nào.